Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình có mặt tại ở Nha Trang, ngay ở một cái công viên, nó rất là bình yên. Sáng sớm người ta tập thể dục nè, rồi đây các cô bác lớn tuổi tập thể dục giờ đã về hết rồi. Đây xong rồi chim chóc rồi nó đậu ở công viên này rất là nhiều, ở sàn có chim bồ câu nữa. Đó, và tối ở đây rất là đông luôn, tối là có hát bài chòi ở đây vui lắm. Đây, sáng này sáng sớm là cuộc sống người ta rất là bình yên hạnh phúc. Ao ước được là cái người dân ở đây luôn á các bạn, đi thích không muốn về luôn. Cảnh ở đây nó đẹp và nó thanh bình, sáng sớm nhìn được đi tắm biển vào buổi sáng rất là khỏe luôn các bạn. Mình hay ra đây thích ra đây du lịch lắm các bạn. Đồ ăn thì giá nó cũng tương đối, nó cũng hơn ở trong Dĩ An thành phố chút xíu, là không có cao đâu. Nếu như mà các bạn biết được các cái điểm mà đặc sản mà giá nó cũng bình dân lắm các bạn, thì những cái quán nó gần ở trong hẻm của đường chợ đêm đi vào á, mình thấy ăn thấy cũng tương đối ổn. Và những cái món đặc sản nó rất là ngon luôn, chế biến ngon. Chẳng hạn như hôm qua mình đi ăn ở quán Lạc Cảnh á, thì cái món nem chạo người ta làm bằng tôm biển đồ này kia rất là ngon, mà không phải là ở đâu cũng có. Mình thấy cái món đó đây người ta làm bằng đồ biển rồi tươi mà ăn rất là ngon luôn. Đây có ta đi bằng xích lô đi tham quan du lịch, và có những cái tòa cao ốc ở đây. Ngay cái khu trung tâm này có những cái tòa cao ốc rất là cao luôn các bạn. Cuộc sống nếu mà là người lớn tuổi ở đây rất là khỏe luôn, sáng là tắm biển là tập thể dục, sống rất là an nhàn thanh tịnh. Nếu mà người già mà được có cái nhà ở đây gần đây thì người ta dưỡng già rất là tốt luôn đó các bạn. Xin chào tạm biệt, xin kết thúc video tại đây nhé.